Ở đây mình có một cái con Seiko 5 21 chân kính với cái thiết kế cái mặt số tròn cũng rất là đặc trưng của cái dòng này. Và Seiko 5 họ có những cái bộ sưu tập riêng, họ có những cái dòng riêng về thể thao nè, classic nè. Thì đây là một trong những cái con mà mình nghĩ là theo thiên hướng classic cổ điển. Anh em vẫn sẽ xem được máy ở bên trong, có lịch ngày, lịch thứ. Ôi, cái lịch thứ này hình như là luôn luôn là mình thấy nó có hai ngôn ngữ thôi mà. Rồi con này mất giá nhiêu biết không? 4 củ. Seiko mà tầm giá 4 củ là chỉ có Seiko 5 là vua vô địch. Seiko 5 vô địch trong tầm giá này luôn. Cây kim màu đỏ vô cùng tương phản, đẹp. Họ có những cái cách phối màu, rồi họ có những cái cách mà họ chia mặt số là làm nhiều cái vùng khác nhau, nhìn nó đã lắm. Rồi phay bóng, phay xước xen kẽ với nhau. Rồi cái phần cây á, cái phần vỏ á, hình như gần như là bóng 90%, có hai cái phần nẹp của cái dây á thì nó lại là phay xước. Và cái dây nó cũng đặc biệt nữa, nó xước hết, nó có một cái phần bóng nhỏ xíu ở giữa, chạy một cái đường thẳng, nhìn nó cũng hay. Mắt dây này theo mình thấy là nó giống với cái mắt dây của con Verit á, nhưng mà nó bị chia ra rồi. Và 4 củ cho cái phiên bản 40mm để mình đeo thử. Tay mình 17 lần nha, thì các bạn thấy nó như thế nào. Tay mình 17cm, bữa nay lên ký, bữa hồi trước có 16 năm thôi nên mà. Rồi, mình là Thương Trần, anh em có đánh giá như thế nào về cái con Seiko 5 4 củ ngoài này. Xin chào và hẹn gặp lại.